Công ty Bình Minh xin kính chào bà con. Hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến bà con tổng hợp các dòng máy ép cám viên đang được bà con tin dùng với chất lượng tốt nhất hiện nay. Trong các loại máy ép cám viên của công ty Bình Minh, máy ép cám viên trục đường F150 được biết đến là một trong những loại máy phổ biến nhất với những tính năng phù hợp với các hộ chăn nuôi gia đình nhỏ lẻ. Máy ép cám viên F150 là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp bà con giảm bớt chi phí nhân công, tiết kiệm được thời gian, hơn nữa lại tăng năng suất trong việc sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm. Máy sử dụng động cơ 3kW hoặc 3,5kW 100% lõi đồng, sử dụng nguồn điện một pha 220V với tính năng nghiền, trộn và ép ra viên cám trong cùng một quá trình. Tốc độ ra cám đạt từ 100 đến 150kg một giờ. Nguyên liệu máy có thể ép bao gồm các loại thức ăn có sẵn trong gia đình hoặc địa phương như ngô hạt, lúa, rau, bèo, tôm, cua, cá, ốc, sâu canxi, thậm chí cả những phụ phẩm như bã bia, bã lạc, bã đậu đều có thể tận dụng được. Máy được cấu tạo bởi một trục đứng, một bộ lô ép, mặt sàng, dao cắt và thân máy. Máy ép 150 được vận hành theo nguyên lý mặt sàng chuyển động theo trục và quả lô đứng im. Trong quá trình ép, máy sẽ sinh nhiệt từ 60 đến 70 độ, vì vậy viên cám khi ép ra sẽ thấy nóng tay. Bà con có thể cho vật nuôi sử dụng ngay hoặc hong qua để bảo quản, tích trữ cho vật nuôi ăn dần. Máy được trang bị một mặt sàng đi kèm theo máy, có thể là 3 ly, 4 ly hoặc 5 ly, giúp cho bà con có thể lựa chọn kích thước viên cám phù hợp với từng loại vật nuôi cũng như từng thời kỳ tăng trưởng khác nhau. Ngoài ra, hệ thống dao cắt cám còn có thể điều chỉnh độ dài ngắn của viên cám từ 0,8 đến 2 cm. Tiếp theo là máy ép cám viên trục đứng S200. Máy ép cám viên S200 cho năng suất ưu việt, dễ dàng sử dụng hơn máy ép 150 và được sản xuất với dây chuyền hiện đại, đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm của công ty Bình Minh. Máy có chức năng nghiền ép với các nguyên liệu ngô nguyên hạt, cám, rau, cua, cá ốc nhỏ hay nhiều nguyên liệu khác thành viên cám có giá trị dinh dưỡng cao cho gia súc gia cầm. Với máy ép cám viên S200, bà con hoàn toàn có thể chủ động thay đổi nguồn dinh dưỡng đầu vào theo từng giai đoạn phát triển của vật nuôi, tận dụng được nguồn nguyên liệu tại chỗ, giảm chi phí thức ăn chăn nuôi, thu về lợi nhuận cao hơn. Máy sử dụng động cơ 4 kỳ 3 pha 100% lõi đồng của điện cơ, cho năng suất từ 100 đến 200 kg trên 1 giờ tùy vào nguyên liệu ép. Khi các nguyên liệu được cho vào toa nạp, quả lô sẽ quay tròn quanh trục với nhiệm vụ nghiền ép đầy các nguyên liệu qua mặt sàng để tạo thành viên cám và cho ra cửa xả. Bà con có thể lựa chọn một mặt sàng phù hợp để lắp vào máy là 3 ly, 4 ly và 5 ly cho ra kích cỡ của viên cám khác nhau. Tiếp đến là máy ép cám viên trục đứng S220. S220 là sản phẩm máy ép cám viên được nghiên cứu và cải tiến từ dòng máy F150 của công ty Bình Minh. Với nguyên lý hoạt động mặt sàng quay xung quanh trục, các nguyên liệu sẽ được nghiền ép và tạo thành viên cám chắc mịn, có thể cho vật nuôi sử dụng ngay. Với hệ thống dao cắt cám thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh độ dài ngắn của viên cám, bà con muốn viên cám dài có thể nâng dao cắt cám lên, muốn viên cám ngắn có thể hạ dao cắt cám xuống. Máy thiết kế kiểu dáng đứng, gọn gàng và sử dụng động cơ công suất 5,5 kg của điện cơ, 100% lõi đồng. Ngoài việc nghiền ép các nguyên liệu như rau, bèo, cám bã, ngô nguyên hạt, tôm, cua, cá, máy còn có thể ép các nguyên liệu khác có độ ẩm như bã bia, phân vi sinh, cơm phối trộn cùng bột cám hoặc thóc lúa. Máy ép cám viên S220 có mặt sàng với đường kính 22 cm và con được lựa chọn một mặt sàng đi theo máy là 3 ly, 4 ly hoặc 5 ly sao cho phù hợp với từng loại vật nuôi hoặc từng thời kỳ tăng trưởng khác nhau của gia súc, gia cầm. Máy được nâng cấp sử dụng dòng điện 3 pha 380V cho năng suất từ 200 đến 350kg trên 1 giờ. Viên cám ép da mịn, chắc và không bị vỡ vụn. Tiếp đến là máy ép cám viên trục đứng S250. Máy ép cám viên trục đứng S250 là dòng máy ép cám cho năng suất cao. Máy được lắp động cơ 7,5 kg của điện cơ 100% dây đồng, sử dụng nguồn điện 3 pha 380V hoặc đầu nổ D18. Với các tính năng nghiền trộn và ép ra viên cám trong cùng một quá trình, tốc độ ra cám nhanh chóng, đạt năng suất từ 350 đến 150kg trên 1 giờ. Máy nghiền ép được đa dạng các nguồn nguyên liệu có sẵn ở địa phương như ngô nguyên hạt, thóc lúa, rau bèo, tôm cá ốc, thậm chí cả các loại phụ phẩm như bã bia, bã lạc, bã đậu đều có thể tận dụng được. Máy còn có thể ép các loại phân dê, phân vi sinh, phân trùn quế làm phân bón cho cây trồng. Máy S250 khi vận hành thì quả lô quay xung quanh trục và mặt sàng đứng yên, khi đó sẽ tạo nên một lực ép để cám đi qua các động sàng và tạo thành viên cám.
máy được trang bị một vạt sàn đi kèm. Bà con có thể lựa chọn các vạt sàn 3 ly, 4 ly hoặc 5 ly, giúp cho bà con có thể lựa chọn kích thước viên cá phù hợp với từng loại vật nuôi. Cuối cùng là máy ép cán viên chụp đứng S270. Máy ép cán viên S270 được thiết kế đơn giản với vùng làm việc tròn, sâu, rộng rãi, có đường kính lên tới 49cm, có thể chứa lượng nguyên liệu rất lớn. Bên trong được lắp mặt sàng và con lăn có nhiệm vụ trộn, nghiền rồi ép nguyên liệu xuống mặt sàng thành cán viên. Đặc biệt S270 được lắp động cơ 11kg của điện cơ, chắn bảo vệ dây cu loa an toàn cho người sử dụng và có buồng máy xe di chuyển dễ dàng đến bất kỳ đâu trong trang trại, thuận tiện cho công việc hàng ngày. Máy có thể cho năng suất rất cao từ 500 đến 600 cân một giờ. Sử dụng nguồn điện 3 pha 380V hoặc đầu nổ D20 cho máy hoạt động ổn định. Máy có thể ép các nguyên liệu thô như ngô nguyên hạt, cua, cá ốc, chùn quế, bã bia cùng nhiều nguyên liệu khác thành cám viên cho gia súc, gia cầm. Với dòng máy ép cám viên S270, bà con có thể chủ động thay đổi nguồn nguyên liệu đầu vào tùy theo giai đoạn phát triển của vật nuôi, tận dụng được những nguồn nguyên liệu có sẵn tại địa phương, giảm chi phí đầu vào, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Máy có tính năng nghiền nhỏ các nguyên liệu, xay nhuyễn và ép các nguyên liệu xuống dưới mặt sàng một cách nhanh chóng. Khi mua máy, bà con có thể lựa chọn những mặt sàng là 3 ly, 4 ly hoặc 5 ly. Hệ thống dao cắt của máy giúp bà con có thể dễ dàng điều chỉnh độ dài ngắn của viên cám. Tất cả các sản phẩm máy ép cám viên của công ty Bình Minh đều được sản xuất trực tiếp tại xưởng bởi đội ngũ kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm cùng trình độ chuyên môn cao. Cấu của máy được đúc bằng gang và vận hành bằng hộp cửa số ô tô giúp máy vận hành hoạt động êm ái và bền bỉ. Chúng tôi xin cam kết về chất lượng cũng như giá thành hợp lý nhất. Khi mua máy của công ty, quý bà con sẽ được hưởng chính sách bảo hành tốt nhất, được tư vấn hỗ trợ tận tình nhất. Cảm ơn quý bà con đã lắng nghe. Kính chúc quý bà con sức khỏe và chăn nuôi thành công.